Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra cùng lúc xả bằng trực tiếp từ pin ha, để hòa vô lưới ha. Đây là bộ hòa lưới, hòa lưới này là của ABS System nha. Công suất 1000, tổng 4 string là 1200W, mỗi string là khoảng 300W ha, hoặc là vừa chỉ số cộng 10%, khoảng 330W. Rồi tiếp theo sẽ thiết đặt lại ha, để cho trùng khớp với lại tải của hòa lưới nha. Nên chúng ta sẽ chỉnh xuống điện áp một chút đi ha, khoảng 40 thôi, 40 thôi, để cho trùng áp là tải đi, và là 39 40 đi, có 39 vô được không? Rồi cho dùng xài xíu ha. Rồi hôm qua chúng ta tải được 171W ha, do cạn pin nên không có quay được, cho nên bắt đầu mình sẽ tính được ở mốc 171W được hôm qua ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành bật áp lên ha. Đây là dây, đây là tải, đây là tải nằm đây. Rồi chúng ta sẽ bật ở đây ha. Rồi inverter đã chuyển cho bộ quả lưới ha, đẩy pin ra trực tiếp ha. Rồi chúng ta chờ chút ha, để xem hiện tượng bắt đầu quà ha. Đây là đồng hồ để đo lưới quà nha. Đó, dây này nó sẽ truyền tải. Rồi chúng ta tiếp tục hồi nãy nha. Bây giờ đã, chúng ta đã quà lưới thành công nha, từ bên bộ của bên iPad đẩy từ pin ra nha các bạn, sau khi chúng ta bật áp lên ha. Và bây giờ nó đã đẩy lưới lên được 66 57 59 52, tương ứng với chỉ số nãy mình thiết đặt là 39V IA ha, tức là nó sẽ có thể nhảy lên tối đa là gần 80W ha. Và hòa lưới ở nãy, công suất hồi nãy ở clip trước á, là đó, bắt đầu nó sẽ hòa lưới từ từ ha, cho nó chưa có ổn định liền nhé. Đó, bây giờ hòa lưới nó sẽ nạp từ từ ha, cho nó trở dần về bằng không, vì đạt maximum là 39V 2A ha. Rồi chúng ta kiểm tra cùng lúc ha. Đây là chế độ hòa lưới kết hợp nha, hòa lưới không bấm tải. Rồi tiếp theo, ở đây là đang hoạt động inverter chế độ hòa lưới nha mấy bạn. Đó, nó đo công suất được như nãy ha, 42-63W. Hồi nãy mình thiết đặt là dòng là 52 vô là 39 ha, nên nó sẽ nhảy không có đều lắm. Đó, đây là kết hợp giữa hòa lưới và inverter nha mấy bạn. Ở đây vẫn báo là 448W, do là ắc quy cũng sắp đầy, và tải của pin lại B4 nè, từ sạc lưới nha. Và khi sạc đầy ắc quy ở trên á, là nó sẽ tự động ngắt ha, và lấy tải trực tiếp từ lưới của inverter tạo ra ha. Đó, thông qua CB ổn dòng ha, ổn áp. Rồi chúng ta coi lại nha. Đây là các cái mặt hỗ trợ ha. Rồi khi nào mà hết điện bên đây, nó tự động nó sẽ nhảy qua lưới ha.